Một câu hỏi nữa, A-di-đà Phật, con bạch thầy, con đọc sách có câu biển nghiệp mênh mang, khó đoạn nhất là ái dục. Quái trần man mác, dễ phạm, duy chỉ có sát sinh. Nơi kiếp luân hồi, trong tất cả các nghiệp thì nghiệp sát và nghiệp ái là nặng nhất. Xin thầy cho con lời khuyên để hóa giải và đoạn trừ nghiệp đó ạ. Con xin cảm ơn. Thì trong kinh như Phật đã dạy hết rồi còn gì nữa. Các thầy các tổ cũng giảng hết ngày này qua năm khác truyền nhau đến hơn 2.000 năm nay còn gì nữa. Đó. Bây giờ chúng ta nếu muốn thì muốn ở trong kiếp luân hồi này mà chúng ta gì? Chúng ta muốn đoạn trừ nghiệp và ái dục và nghiệp và sát sinh nhá, thì muốn đoạn trừ nghiệp ái dục thì chúng ta chỉ có phải đi tu thôi. Mà đi tu cũng không phải ai cũng đoạn được ngay đâu các quý vị. Chúng ta xuất gia không phải ai cũng đoạn được ngay đâu. Thế còn ở nhà là Phật tử tại gia thì Đức Phật chỉ cấm là gì? Tà dâm mà thôi. Chế đoạn tuyệt ái dục thì nếu mà lấy vợ lấy chồng á, có vợ có chồng thì chúng ta không thể tu đoạn cái nghiệp đó được. Mà Đức Phật chỉ gọi là cấm tà dâm, chứ không cấm dâm dục. Vì vậy cho nên, theo quan điểm của Phật giáo, Nguyên Thủy Phật giáo Tiểu Thừa nói, Phật tử tại gia không thể chứng đắc thánh quả A-la-hán là như thế. Chỉ chứng được quả tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, cho nên A-na-hàm là cùng thôi. Vì mọi lậu nghiệp chưa hết. Mà nghiệp ái dục chính là gì? Là một trong gì? Trong lậu ấy. Lậu tức là dò dỉ, tức là chưa gì? Chưa được viên mãn, chưa được đầy đủ đó. Thế còn là khuyết thiếu đó. Còn dò dỉ một cái nghiệp đó là gì? Nghiệp ái đó. Thế cho nên chưa chứng đắc thánh quả là hạn. Đấy là quan điểm của Phật giáo, Nguyên Thủy Phật giáo Tiểu Thừa. Và kể cả Phật giáo Đại Thừa cũng công nhận cái việc đó. Phật tử tại gia không thể chứng đắc thánh quả A-la-hán. Có thể là Bồ Tát thì hiện, nhưng cũng không thể chứng thánh quả A-la-hán được. Không thể thì hiện chứng quả A-la-hán được. Vì đó là thường pháp của chư Phật rồi. Không thể phá bỏ thường pháp của chư Phật. Cho dù đó là Bồ Tát thì hiện tại lai. Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên muốn đoạn dục, muốn đoạn trừ ái dục đến chỗ gọi là viên mãn thì chỉ có hạnh xuất gia mới gì? Mới dễ làm mà thôi. Dễ làm thôi nha, chứ không phải là gì? Là ai cũng làm được nha. Đấy, nói thế thôi. Chứ tu cũng phải dần dần mới đoạn được. Vì đây cái nghiệp này nó gọi là thâm căn cố đế. Nhiều đời, nhiều kiếp, từ vô thủy kiếp đến nay rồi. Cho nên mới gọi là biển nghiệp mênh mang, khó đoạn nhất là ái dục là như thế. Nhưng không phải là không đoạn được. Nếu chúng ta tinh tiến tu tập thì đều có thể đoạn được. Kể cả Phật tử tại gia chúng ta, nếu chúng ta gì? Một lòng muốn đoạn trừ với điều kiện là gì? Không sinh hoạt vợ chồng thì cũng có thể được. Tức là con trai không lấy vợ, con gái không lấy chồng á. Hoặc là chúng ta vợ chồng già rồi á, thì chúng ta thống nhất với nhau, vợ chồng thống nhất với nhau thì không ngủ chung giường và không gì quan hệ tình cảm nữa thì cũng đoạn được vậy. Nhưng mà khó lắm đấy các quý vị. Quái trần man mác dễ phạm duy chỉ có sát sinh. Vì sát sinh nghiệp sát. Vì sao mà nói là gì? Man mác rất dễ phạm. Vì chúng ta gì? Cái miệng chúng ta vẫn còn thích ăn gì? Ăn ngon. Thế vẫn còn thích ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy của chúng sinh đó. Mà muốn ăn những đồ đó thì phải gì? Phải sát sinh. Hoặc tự sát, hoặc bảo người sát, hoặc gì? Thấy người sát mà vui mừng tùy hỷ, vân vân. Cho nên dễ phạm lắm. Muốn đoạn trừ nó, muốn diệt được nó thì phải phát đại bồ đề tâm. Coi tất cả chúng sinh có mạng sống đều là gì? Là chư Phật, đều là Bồ Tát, đều là Thánh Tăng, đều là cha mẹ chúng ta. Để chúng ta gì? Tri ân và báo ân. Thì mới không khởi ra cái nghiệp sát sinh được. Coi thân mạng của chúng sinh cũng như thân mạng của mình, của cha mẹ mình, người thân mình. Nếu ta giết chúng sinh tức là giết cha mẹ mình, giết người thân của mình. Ăn thịt của chúng sinh tức là ăn thịt của cha mẹ mình, của người thân của mình. Thì
Dù cho thịt nát xương tan, chúng ta cũng nhất quyết không giết cha mẹ mình, không ăn thịt người thân mình, vân vân. Muốn dừng được nghiệp sát sinh, chúng ta phải tu tập và quán tưởng như thế thì mới có thể làm được vậy. Bằng không thì khó lắm các quý vị. Đó.